thu vui mới rồi. Giờ có thu vui chồng, thu vui với ông không thương em à? Đúng. Không thương em như hồi đầu như nào? Hồi đầu á, hồi đầu thương lắm. Thương lắm như nào? Suốt ngày thơm em, hôn em, rồi nói anh yêu em. Đéo tin. Thế là bây giờ như nào? Bây giờ thì cứ đuổi ra chỗ khác. Đuổi ra chỗ khác thì làm gì? Có thú vui mới à? Thú vui mới à? Chơi thú vui gì? Thú vui gì? Có thú vui gì đâu? Có ạ. Thú vui gì? Anh cứ một chơi game. Thì em á, thì em có tỉ khoảng cuối lúc tuần mới thì... đầu nhá, em chỉ bảo em thơm anh một cái là anh thơm lại em ba cái. Ôi trời ơi. Thế bây giờ em thơm anh xong anh thơm lại một cái không anh gửi đi. Gửi đi đâu? Thích cười các bạn ạ. Ngày nghỉ người ta chơi game đi, không cho người ta chơi. Nước mắt. Nước mắt ạ. Rồi. Xinh nhé. Hiểu kiểu gì? Xinh tuổi thân là tuổi lễ khóc à? Không, xinh quá. Rồi xinh quá nhỉ? Để lại giường chơi TikTok đi. Nhạy công thường hay nào? Để chơi TikTok thì lại học TikTok chứ đi. Để anh ngồi anh. Anh có thương anh không? Có. Anh ôm đi. Ôm lên là thì đang ôm đây. Ôm nãy giờ đi. Đây, bây giờ anh tắt đi, anh đuổi em ra đi. Đuổi em ra phải đâu? Sao lại đuổi ra khỏi giường anh như nào? Em muốn được anh yêu. Em muốn được anh yêu. Suốt ngày dỗi bà con, khổ lắm. Anh yêu em thì em không dỗi. Thì vẫn đang yêu mà. Không. Thâu mi. Thôi, thâu mi. Rồi. Đấy, hai con chim nó đã... Ôi, hai con... Con màu vàng kia nó bị ngáo mẹ rồi. Đâu? Đó, tôi đang nhảy ổ. Không biết là làm gì. Hôm nay em còn thêm